Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Lào Cai gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành công tác dân tộc. Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại Văn Bàn. Các địa phương tích cực chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Trong phần tin trong nước và quốc tế, nới điều kiện, nhiều doanh nghiệp vẫn khan lao động. Nga chuẩn bị lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 5, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai đã khai mạc giải bóng chuyền hơi Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh năm 2024. Tới dự có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh. Tham dự giải có 455 vận động viên của 48 đội thi thuộc 54 chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Các đội tham gia được chia thành 12 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn ra đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng bước vào vòng trong. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 5. Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, mùng 10 tháng 5 năm 1959, mùng 10 tháng 5 năm 2024, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Ban dân tộc tỉnh vừa tổ chức chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, mùng 3 tháng 5 năm 1946, mùng 3 tháng 5 năm 2024. Tham dự có lãnh đạo ban dân tộc tỉnh, đại diện một số ban ngành cùng các cán bộ, công chức, người lao động ngành dân tộc trong tỉnh. Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 78 năm xây dựng và phát triển cơ quan công tác dân tộc, những thành tựu về công tác dân tộc, chính sách dân tộc tỉnh Lào Cai. Với trên 66% hộ đồng bào dân tộc thiểu số, Lào Cai luôn ưu tiên cho công tác dân tộc, đầu tư, phát triển toàn diện kinh tế xã hội và phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, ngành luôn chủ động nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vấn đề về đời sống, lao động sản xuất, văn hóa xã hội, đặc biệt là ở những địa bàn trọng yếu, tiềm ẩn yếu tố bất ổn về trật tự xã hội. Từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, phát huy tốt vai trò của cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, cùng tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ngành cũng đã tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở, kiến nghị chính phủ sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại huyện Văn Bàn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đang lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó xuất hiện nhiều nông dân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương. Năm 2019, hơn 100 hectare hồng ở xã Tân Thượng được cấp nhãn hiệu tập thể Hồng Không Hạt Tân An, rồi đạt chuẩn ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Danh tiếng quả Hồng Không Hạt Tân Thượng vang xa, gia đình ông Phạm Văn Lợi, hộ tiên phong trồng hồng không hạt với quy mô hàng hóa từ 20 năm trước, đã có thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ 500 gốc hồng. Bây giờ thì cũng đang phát triển, trồng thêm nhiều. Còn cây hồng này thì ở đây thì cách đây khoảng chục năm trở về đây thì nó gọi là cây xóa đói giảm nghèo của xã rồi, của thôn mình rồi. Còn từ bây giờ trở đi thì mình nghĩ là cây làm giàu cho bà con nông dân ở địa phương này. Còn ở thôn vùng sâu Nậm Tào, xã Nậm Tha, ông Phùng Kim Đức, dân tộc Giao, đã mạnh dạn đưa giống bưởi Nam Roi, bưởi ruột đỏ Hòa Bình vào trồng thay thế một phần đồi quế. Với mong muốn có thêm một loại cây trồng hàng hóa, chỉ sau 4 năm, đồi bưởi đã cho gia đình ông Đức thu hoạch mỗi vụ 300 tấn quả, giá trị khoảng 300 triệu đồng. Tính ra quế 6 năm tuổi thì như thế này, không được 600.000, cái này 6 năm tuổi cái này tính ra một cây được 600.000. Ông Lợi, ông Đức chỉ là hai trong số hơn 2.600 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp của huyện Văn Bàn. Luôn đi đầu trong sản xuất, họ không chỉ làm giàu cho gia đình,
mà còn tạo việc làm, thu nhập cho gần 1.000 lao động địa phương, tạo động lực giúp huyện phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với khoảng gần 10.000 hectare quế, gần 400 hectare cây ăn quả, trên 400 hectare nuôi thủy sản. Ngoài các nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, huyện, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn theo nghị định 55 của Thủ tướng Chính phủ, thì hội nông dân huyện cho vay cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, thực hiện tốt các mô hình để từng bước nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của huyện Văn Bàn đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, để ngày càng có thêm nhiều hội viên tự tin vươn lên làm giàu. Tiếp theo là những thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thị trường mua bán xe máy điện tại thành phố Lào Cai khá sôi động. Hàng loạt thương hiệu tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Các hãng xe điện của Việt Nam giành được nhiều sự quan tâm của khách hàng do có mẫu mã đẹp, nhiều màu sắc bắt mắt. Một số dòng xe điện còn cải tiến công nghệ như chìa khóa từ thông minh, dịch vụ định vị xe qua app trên điện thoại. Xe máy điện của các hãng Decabyte, VinFast, HKBuy có giá bán vừa phải, dao động từ 19 đến 21 triệu đồng một chiếc. Cùng với xe điện Việt Nam, các hãng xe điện nhập khẩu Trung Quốc khá được ưa chuộng, đặc biệt là các dòng xe điện chạy bằng ắc quy có động cơ khỏe hơn và số km đi được dài hơn, như xe điện Dibao, Kazuki, X-Men. Xe điện Dibao có giá từ 17 đến 21 triệu đồng một chiếc, X-Men giá từ 17 đến 18 triệu đồng một chiếc. Để kích cầu người tiêu dùng trong dịp hè, các hãng xe cũng tung ra một số chính sách giảm giá, tặng quà khi mua xe, lái thử và miễn lệ phí trước bạ. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 2.525 hộ cần được sắp xếp ổn định, trong đó sắp xếp ổn định tại chỗ và xen ghép chiếm 63%, sắp xếp tập trung chiếm 37%. Riêng năm 2024, theo kế hoạch sẽ có 1.086 hộ được sắp xếp chỗ ở theo quy định số 1719 và quy định số 590 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế công tác sắp xếp dân cư của Lào Cai còn nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí hỗ trợ di chuyển cho các hộ. Sự phối hợp vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương trong vấn đề mặt bằng quỹ đất, điều chỉnh quy hoạch đất để người dân sớm di chuyển và ổn định cuộc sống. Thêm vào đó, số lượng hộ cần di chuyển vẫn còn nhiều, cộng với thường xuyên phát sinh nhiều hộ trong vùng nguy hiểm phải di chuyển khẩn cấp. Những khó khăn này sẽ tiếp tục được quan tâm tháo gỡ trong thời gian tới để phát huy hiệu quả chương trình bố trí ổn định dân cư tại vùng thiên tai nguy hiểm, biên giới, giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, góp phần giảm nghèo, củng cố quốc phòng an ninh. Sau thành công của Đại hội cấp xã và Đại hội điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã trong tỉnh đang tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Những tuyến đường rực rỡ với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Hơn 50.000 công trình phần việc ý nghĩa tại cơ sở đã hoàn thành. Không khí vui tươi sôi nổi lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Simacai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến nay, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hoàn tất các văn kiện trình đại hội, phê duyệt đề án nhân sự theo quy định. Đến giờ phút này là các xã cũng đã hẹp thương cử được 18 vị đại biểu tiêu biểu, sắp tới này là giới thiệu tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện. Tại huyện Bát Sát, công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện cũng đã đạt 90% tiến độ. Ba tiểu ban phục vụ đại hội đã được thành lập, báo cáo chính trị, văn kiện đại hội, đề án nhân sự đã cơ bản được hoàn thiện, đảm bảo theo đúng quy định. Để đánh cấp cơ sở của đại hội thành công về sớm đích con của tỉnh là trước một tháng. Khi mà xong thì chúng tôi chuẩn bị các nội dung cho đại hội thôi, là đến ngày 13 tháng 5 chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức đại hội đúng theo quy định. Từ đầu tháng 4, sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức rút kinh nghiệm, hướng dẫn phối hợp với các huyện, thị, thành ủy với mục tiêu đến ngày 25 tháng 5, tất cả các huyện, thị xã, thành phố sẽ hoàn thành xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã có rất nhiều những kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm. Ở trong đó tập trung chính thứ nhất
là vì một nhân sự thì phải được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và phải có cái sự chủ động báo cáo và tham mưu và xin ý kiến của các cấp ủy về việc bố trí nhân sự và để lựa chọn được những đồng chí đảm bảo được các yếu tố, đặc biệt là về kinh nghiệm, sức khỏe, trình độ năng lực để đảm đương được nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới. Thời điểm này, hệ thống mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh cũng đang tích cực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Nghị định 41 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, bổ sung thêm các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Nhà xe sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày được cấp. Nếu ngừng kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên giấy phép kinh doanh trong thời gian 6 tháng liên tục trở lên, nhà xe cũng bị thu hồi giấy phép. Các doanh nghiệp không chấp hành quyết định thanh tra kiểm tra, việc tuân thủ các quy định, điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cũng nằm trong diện thu hồi giấy phép kinh doanh. Trong thời gian 1 tháng, đơn vị có từ 30% trở lên số phương tiện bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu cũng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đối với loại hình kinh doanh vận tải có vi phạm, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi. Tiếp theo chương trình, thành phố Yên Bái tổ chức festival múa sạp rực rỡ sắc màu Tây Bắc. Hồng Kông, Trung Quốc là điểm đến du lịch hàng đầu. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức festival múa sạp rực rỡ sắc màu Tây Bắc. Festival sẽ có sự tham gia biểu diễn của 44 đội sạp đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố cùng các diễn viên của ba huyện Mù Căng Chải, Tràm Tấu, Văn Chấn. Festival hứa hẹn mang đến nhiều phần trình diễn đặc sắc, phong phú với đa dạng các nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, tạo điểm nhấn cho nhân dân và du khách trong hành trình khám phá du lịch tại Yên Bái. Thông qua festival nhằm bảo tồn và tôn vinh di sản văn hóa đặc biệt của vùng Tây Bắc, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào không gian văn hóa đa sắc màu và cảm hứng cho việc tìm hiểu, khám phá văn hóa đặc sắc vùng Tây Bắc. Nhiều hãng bay nội địa ghi nhận tăng trưởng doanh thu hàng chục phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái sau khi báo cáo tài chính quý 1 vừa được công bố. Theo đó, Vietnam Airlines và Vietjet ghi nhận khoản thu hợp nhất tăng lần lượt 25% và 38%, lên gần 28.270 tỷ đồng và hơn 17.790 tỷ đồng. Trong khi đó, Viettravel Airlines, hãng bay trẻ nhất ngành hàng không Việt, tăng 40% doanh thu trong quý đầu năm nay, đạt trên 490 tỷ đồng. Liên quan đến giá vé máy bay, hôm qua, mùng 3 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, kê khai, niêm yết giá, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng, tuyệt đối không để tăng giá vé trái quy định. Trường hợp phát hiện bất thường, Cục kịp thời chỉ đạo xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Thị trường lao động những tháng đầu năm 2024 đã khởi sắc trở lại. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhu cầu tuyển thêm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm và lệch pha cung cầu, nên nhiều doanh nghiệp vẫn khan lao động. Duy trì sản xuất, hoàn thành tiến độ đơn hàng đang là áp lực của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Đơn hàng đã dồi dào trở lại và kín đến quý 4 năm nay. Tiến độ bàn giao rút ngắn, nhưng hơn 2 tháng nay, công ty này luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Cần tuyển dụng 3.000 người để đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhưng hiện công ty mới tuyển được 200 người, dù đã nới điều kiện tuyển dụng, hạ thấp tiêu chuẩn về độ tuổi, tay nghề, trình độ, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc. Năm nay là chúng tôi đã thay đổi chế độ phúc lợi cho người lao động và đảm bảo được cái mức thu nhập
và đầu tư máy móc để nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động là lương càng ngày càng tăng. Năm nay là người lao động là chuyển dịch công việc cùng như là đi xuất khẩu lao động nó rất là nhiều. Tương tự tại công ty này, mức lương cạnh tranh kèm tiền thưởng cùng rất nhiều chế độ đãi ngộ khác được nâng lên. Nhận phỏng vấn ngay trong ngày nhưng vẫn vắng bóng người nộp hồ sơ. Chưa kể lao động hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa thực sự gắn bó với công việc. Dù công ty đầu tư thời gian, nguồn lực để đào tạo nghề nhưng tính ổn định nhân lực không cao. Nhu cầu thị trường của xuất khẩu lao động tăng cao. Do vậy là người ta có một số người làm rất là lành nghề, rất là, mức lương cũng là đảm bảo nhưng mà người ta vẫn nghỉ việc để người ta đi nước ngoài. Năm 2024, Nghệ An có thêm một số doanh nghiệp lớn chính thức hoạt động nên cần tuyển dụng hơn 15.000 lao động, nhiều nhất là ngành điện tử và dệt may. Tuy nhiên, việc tuyển dụng khó khăn do nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động tăng cao. Do vậy, việc kết nối tuyển dụng, quan tâm đào tạo đúng ngành nghề, đúng địa chỉ sẽ là yếu tố quan trọng để giảm áp lực cho doanh nghiệp và mới xây dựng được thị trường lao động bền vững. Chuyển sang những thông tin quốc tế, ngày 3 tháng 5, các cơ quan nhân đạo y tế của Liên Hợp Quốc tiếp tục cảnh báo chiến dịch tấn công quân sự của Israel nhằm vào thành phố Rafah ở miền nam dải Gaza có thể dẫn đến một cuộc tàn sát dân thường. Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết một cuộc tấn công bộ binh nhằm vào Rafah sẽ gây ra tổn thất lớn hơn, đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn người và ảnh hưởng mạnh tới hoạt động nhân đạo ở dải Gaza. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết cơ quan này đã lập ra kế hoạch dự phòng để ứng phó với một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Rafah. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch tạm thời và sẽ không đủ sức để ngăn chặn thảm họa nhân đạo. Đại diện WHO cảnh báo tấn công quân sự sẽ tạo ra làn sóng chạy nạn mới, làm giảm khả năng tiếp cận lương thực, nước uống và làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh dịch. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lễ duyệt binh nhân ngày chiến thắng cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, dự kiến vào ngày 9 tháng 5 tới, nhiều khí tài quân sự đã bắt đầu được tập kết tại thủ đô Moscow của Nga để phục vụ cho các hoạt động diễn tập ban đêm tại quảng trường đỏ. Nhiều xe bọc thép, bệ phóng tên lửa, xe chiến đấu bộ binh đã xuất hiện trên các đại lộ của Moscow và thu hút sự quan tâm của nhiều người dân thủ đô. Dự kiến Tổng thống Putin sẽ chủ trì các sự kiện tại Moscow nhân kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Được biết, cuộc chiến chống phát xít đã cướp đi sinh mạng của khoảng 27 triệu người dân Liên Xô, trong đó gần 9 triệu chiến sĩ Hồng quân đã ngã xuống cho ngày chiến thắng. Hồng Kông, Trung Quốc đang trở thành điểm đến du lịch hàng đầu với lượng du khách tăng mạnh, đặc biệt từ Trung Quốc đại lục trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng hiện nay. Trong những ngày đầu của tuần lễ vàng tháng 5 kéo dài từ ngày 1 đến 5 tháng 5, các tuyến phố, trung tâm thương mại và khu danh lam thắng cảnh ở Hồng Kông đã ghi nhận lượng du khách tăng đáng kể. Theo Cục Nhập cư Hồng Kông, số lượt khách đến và đi từ thành phố này sẽ đạt gần 6 triệu trong dịp này. Sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây của Hồng Kông là yếu tố then chốt hấp dẫn du khách. Sự phục hồi của ngành du lịch Hồng Kông là kết quả từ sự nỗ lực chung của chính quyền và người dân sở tại. Theo đó, thời gian làm thủ tục tại các địa điểm xuất nhập cảnh đã được rút ngắn. Các doanh nghiệp cũng nắm bắt cơ hội để đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, kích thích tiêu dùng hấp dẫn. Ngày 3 tháng 5, công ty hàng không vũ trụ High Input của Đức cho biết đã phóng thành công một tên lửa sử dụng nhiên liệu paraffin hay còn gọi là sáp nến từ một căn cứ ở Australia. Thông báo cho biết tên lửa mang số hiệu SR-75 là loại tên lửa một giai đoạn, cao 12 mét, nặng 2,5 tấn. Tên lửa mang theo các vệ tinh nhỏ với khối lượng lên tới 250 kg và đạt độ cao 250 km. Theo High Input, vụ phóng thử thành công tên lửa này là bước tiến quan trọng trong công nghệ hàng không vũ trụ, khi nhiên liệu sản xuất từ sáp nến rẻ hơn đáng kể so với nhiên liệu hóa lỏng hoặc nhiên liệu rắn tiêu chuẩn. Ngoài ra, paraffin cũng an toàn hơn khi sử dụng. Cũng theo High Input, đây là vụ phóng thương mại đầu tiên của công ty, và tên lửa sẽ được thu hồi để kiểm tra và phân tích dữ liệu. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 4 tháng 5 năm 2024. Vùng đồi núi thấp,
nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.